Thưa quý vị, vào tối ngày 24 tháng 11, Bồ Đào Nha đã có một khởi đầu tốt ở World Cup 2022 khi giành chiến thắng 3-2 dù hơi vất vả trước đội tuyển Ghana. Người được chú ý nhất tất nhiên là Ronaldo. Đây là lần đầu tiên anh thi đấu sau cuộc phỏng vấn ồn ào kể tội Manchester United. Bên cạnh đó thì pha nhảy lên ăn mừng theo kiểu siêu mà cả thế giới biết là đặc trưng của Cristiano Ronaldo đến từ ngôi sao bên phía đội tuyển Ghana khi ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cũng được nhiều người quan tâm. Bởi chỉ vì hành động này, cầu thủ Ghana bị cho là cố tình chế giễu CR7. Tuy nhiên, anh chàng này đã nhanh chóng lên tiếng giải thích cho kiểu ăn mừng bắt trước của mình. Vừa qua, Bồ Đào Nha đã đối đầu với Ghana trong trận gia quân thuộc khuôn khổ bảng hát vòng World Cup 2022 tại Qatar. Được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ, nhưng Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn trước đại diện đến từ châu Phi. Trung cuộc, Ronaldo và các đồng đội giành chiến thắng si sao 3-2 trước đối thủ. Phút thứ 89 của trận đấu, tiền đạo mới vào sân thay người ở hiệp 2 bên phía Ghana, Osman Bukhari đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội nhà. Lúc này Ronaldo được rút ra nghỉ và đang ngồi trên ghế dự bị. Sau khi ghi bàn, Bukhari đã nhảy lên ăn mừng theo cách đặc trưng siêu của Ronaldo. Ông kính nhà đài sau đó đã tìm đến vị trí của Ronaldo và đã bắt được hình ảnh siêu sao này tỏ ra bất lực. Thậm chí tiền đạo 37 tuổi còn hất tay và nói gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha sau hành động ăn mừng có phần khiêu khích này của cầu thủ bên phía Ghana trên mạng xã hội, Bukari nhận rất nhiều lời chỉ trích vì anh bị cho là có hành động thiếu tôn trọng Ronaldo, rằng cách ăn mừng của anh thể hiện sự chế giễu đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Bị công kích nặng nề, Bukhari đã phải lên tiếng giải thích. Tôi thấy cách ăn mừng của tôi hôm nay đã khiến nhiều người bình luận rằng tôi không tôn trọng Cristiano Ronaldo. Như thế là không đúng. Tôi đã chìm đắm trong cảm xúc vào thời điểm ghi bàn cho đất nước mình ở World Cup, nên mới ăn mừng như vậy. Nền tảng giáo dục của tôi không cho phép tôi thiếu tôn trọng những người lớn tuổi hơn, chứ chưa nói đến một trong những thần tượng của tôi. Dù sao, Bồ Đào Nha cũng đã thắng, nên Ronaldo có lẽ cũng không bất mãn gì nữa với cách ăn mừng của Bukhari. Và rất có thể đây chỉ là sự tình cờ khiến cho người ta hiểu lầm. Bởi trên thực tế, đã từng có rất nhiều đồng nghiệp bắt trước pha ăn mừng đặc trưng của Ronaldo và anh hoàn toàn không có vấn đề gì về chuyện này. Lý do thích hợp nhất cho tình huống trên chính là Ronaldo bức xúc với pha chơi bóng thiếu tập trung của đồng đội mình và phải nhận bàn thua mà thôi.